Trái tim của người Việt Nam, thế giới đang trải qua đại dịch. Corona gây ra nhiều đau khổ cho gia đình sống cách ly ta. Corona Covid-19 gây cho nhân loại mất mát đau thương. Chặt tay luôn hướng về thế giới, bên nhau đồng lòng chia sẻ bao nhiêu thương. Cầu mong nhân dân thoát qua đại dịch, cho nhân loại cuộc sống bình yên. Thắp sáng niềm tin cho bao người khốn khổ, chung tay một lòng phòng chống corona. Đầy bản thân ơi chớ nên kỳ thị, yêu thương của người Việt Nam. Thế giới đang trải qua đại dịch. Corona gây ra nhiều đau khổ cho gia đình sống cách ly ta. Corona Covid-19 gây cho nhân loại mất mát đau thương. Mất mát đau thương. Hãy nắm chặt tay hướng về thế giới, bên nhau đồng lòng chia sẻ bao yêu thương. Cầu mong nhân dân thoát qua đại dịch, cho nhân loại cuộc sống bình yên. Thắp sáng niềm tin cho bao người khốn khổ, chung tay một lòng phòng chống corona. Này bạn thân ơi chớ nên kỳ thị, yêu thương người như thế thương thân. Chặt tay luôn hướng về thế giới, bên nhau đồng lòng chia sẻ bao yêu thương. Cầu mong nhân dân thoát qua đại dịch, cho nhân loại cuộc sống bình yên. Thắp sáng niềm tin cho bao người khốn khổ, chung tay một lòng phòng chống corona. Nay bạn thân ơi chớ nên kỳ thị, yêu thương người như thế. Hãy subscribe.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công điện về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn trước diễn biến mới của dịch bệnh. Khuyến cáo 5K trong phòng chống dịch COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã trước diễn biến mới của dịch bệnh. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, lây lan nhanh mạnh trên diện rộng. Thành phố Hồ Chí Minh và 18 tỉnh thành phố khu vực phía Nam đã phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh thành phố khác đang tăng cường và siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, các đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nội dung sau. 1. Tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trên mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trong toàn thị xã. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tích cực đi đầu, nêu gương trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm toàn diện trước chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, sai phạm do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách. 2. Bổ sung một số biện pháp phòng chống dịch. 2.1. Khuyến cáo mọi người dân không đi đến vùng có dịch, không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Nếu ra khỏi nhà, phải thực hiện nghiêm các quy định 5K, trong đó nhất thiết phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người và không tập trung quá 30 người nơi công cộng. Khuyến khích người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế và các giao dịch điện tử trực tuyến. 2.2. Thông báo khuyến cáo người thân đang ở vùng có dịch không trở về tỉnh trong thời gian này. Nếu cần thiết, phải chủ động khai báo khách quan, trung thực với chính quyền các xã phường hoặc thôn bản tổ dân phố, tổ giám sát COVID-19 cộng đồng để được tư vấn, theo dõi kịp thời và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. 2.3. Từ 0 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021, tất cả công dân từ các tỉnh, thành phố đến Thanh Hóa lưu trú hoặc công dân trong tỉnh đi ra ngoài tỉnh ngay sau khi trở về phải đến khai báo y tế tại trạm y tế hoặc trung tâm y tế, nếu gần trung tâm y tế thị xã, để được hướng dẫn, phân luồng và chỉ định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Nếu không có giấy chứng nhận đã tiêm đủ vaccine COVID-19 hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR trong vòng 72 giờ, thì phải làm test nhanh kháng nguyên với COVID-19 và phải tự trả phí xét nghiệm. Riêng người về từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc có thể làm test nhanh kháng nguyên tại các chốt kiểm soát dịch ở Dốc Dây, thị xã Bỉm Sơn và xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, miễn phí test nhanh cho người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 12 tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo, thương binh, bệnh binh. 2.4. Bắt buộc các cơ sở dịch vụ ăn uống trên tuyến quốc lộ 1A phải có vách ngăn, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. Các cơ sở dịch vụ ăn uống khác trên địa bàn thị xã phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. Khuyến cáo các cơ sở dịch vụ ăn uống lắp đặt camera giám sát và khuyến khích thực hiện hình thức bán hàng mang về. 2.5. Hạn chế tối đa việc tổ chức các sự kiện tập trung đông người. Người chủ trì tổ chức phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm, xuất hiện các trường hợp F0, F1 liên quan đến sự kiện. 3. Về công tác cách ly, giao phòng y tế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã và Trung tâm Y tế thị xã, các đơn vị liên quan, quản lý các điểm cách ly hiện có, đề xuất các điểm mới, tham mưu đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết cách ly theo hướng dẫn của Sở Y tế, đủ thực hiện cách ly tối thiểu 300 người và hoàn thành công tác chuẩn bị đủ điều kiện tiếp nhận cách ly từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát lây nhiễm theo hướng dẫn của ngành y tế, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly. 4. Giao công an thị xã chủ động phối hợp với các chốt kiểm dịch trên địa bàn, các lực lượng liên quan siết chặt kiểm soát tại các chốt kiểm dịch, không để sót lọt các ca nhiễm và người ngoại tỉnh vào địa phương. 5. Giao Trung tâm Y tế thị xã tiếp tục thực hiện xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực và các đối tượng nguy cơ cao, bệnh viện, các khu công nghiệp, siêu thị, nhà ga, các
cách chợ đầu mối, lái xe liên tỉnh, xe ôm, cán bộ công chức làm việc tại các khu vực tiếp xúc với nhiều người. Theo công điện số 18 CDUBND ngày 2 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và công điện số 10 CDUBND ngày 4 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. 6. Về kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm công tác phòng chống dịch, phát động tháng cao điểm từ ngày 21 tháng 7 năm 2021 đến 21 tháng 8 năm 2021. Sau đó, thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là việc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, nơi lưu trú. 6.1. Công an thị xã tăng cường tuần tra phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 6.2. Phòng Y tế phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế thị xã, Công an thị xã, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tại các khu vực cách ly tập trung và các cơ sở y tế. 6.3. Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Y tế, Công an thị xã, các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. 6.4. Phòng Quản lý đô thị phối hợp với Phòng Y tế, Công an thị xã, các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong hoạt động giao thông vận tải. 7. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã phối hợp với các đơn vị ngành y tế lựa chọn các nội dung phù hợp, đa dạng, đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền để người dân biết và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 8. Các nội dung không đề cập tại công điện này thực hiện theo các văn bản chỉ đạo trước đây của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thị ủy ban nhân dân thị xã, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ chức các lực lượng trên địa bàn, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc thực hiện các nội dung công điện này và chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh. Chủ tịch đã ký Nguyễn Tiến Dũng. Thưa quý vị và các bạn, chiều 22 tháng 7, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công điện số 22 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Y tế đã triển khai công điện số 22 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước diễn biến mới của dịch bệnh. Đồng thời báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã. Theo đó, thị xã Nghi Sơn hiện đã ghi nhận có 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Nghi Sơn. Trên địa bàn thị xã có hơn 26.000 người đã thực hiện khai báo y tế. Hiện tại, có 242 người đang thực hiện cách ly y tế tập trung và 812 người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Theo số liệu thống kê, có hơn 15.000 người đang ở các tỉnh, thành phố khác, trong đó có hơn 2.300 người có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian tới. Thị xã Nghi Sơn hiện đang vận hành 5 khu cách ly tập trung với 232 phòng, cách ly tối đa được 658 người, hiện đang cách ly 137 người. Ngoài ra, khu cách ly tập trung tại hai khách sạn Anh Phát 2 và Anh Phát 3 do người cách ly tự chi trả phí với 340 phòng, cách ly tối đa được 680 người, hiện đã cách ly 105 người. Tại hội nghị trực tuyến, đại biểu tại điểm cầu các xã phường đã tham gia thảo luận, báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời nêu các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đề nghị các phòng ban, ngành hữu quan và các xã phường triển khai thực hiện nghiêm túc công điện số 22 của Ủy ban nhân dân tỉnh, công điện số 15 của Ủy ban nhân dân thị xã về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh. Tăng cường siết chặt kỷ cương kỷ luật trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về công tác phòng chống dịch. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót, sai phạm do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị lãnh đạo các xã phường khuyến cáo người dân không đi đến vùng có dịch và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Trong đó nhất thiết phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét và không tập trung quá 30 người nơi công cộng.
thông báo khuyến cáo công dân đang ở vùng có dịch không nên trở về địa phương trong thời gian này. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 174 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ, quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 68 NQCP, quyết định số 23/2021/QĐ-TTg nhằm hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Việc thực hiện chính sách cần huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân theo phương châm quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, đảm bảo chính sách hỗ trợ được kịp thời đến tay người lao động, người sử dụng lao động. Nguyên tắc hỗ trợ phải bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không bỏ sót, trùng lặp đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền, trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung, quy định tại điểm 7, điểm 8, mục 2, nghị quyết số 68, NQCP, chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Trong trường hợp, đối tượng vừa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại nghị quyết số 68, NQCP, vừa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của địa phương thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Phát huy tính chủ động của các cấp các ngành, địa phương, căn cứ vào điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai thực hiện, đảm bảo mục tiêu nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ. Theo kế hoạch, sẽ có 12 nhóm chính sách hỗ trợ gồm chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn, lao động, bệnh nghề nghiệp, chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hỗ trợ bổ sung và trẻ em, hỗ trợ tiền ăn với người điều trị COVID-19 là F0 từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, hỗ trợ một lần với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động nghệ thuật biểu diễn, không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang, phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh, chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất và chính sách đối với lao động không có giao kết, hợp đồng lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang, y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn.
chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất, Cao Văn Lâm, biên tập, Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng, Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.